ra đây mình chở lũ tao về tao còn phơi mà đang cách một lối cho họ thì gần đây nó đóng lốt đã, nó đóng hết xong rồi. Một sáng cuối tháng 5 ở thôn Song Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai. Những cánh đồng lúa chiêm vừa vào độ chín. Trên địa bàn thôn Song Khê chúng tôi thực tế là có hơn 500 mẫu. Số hộ là 1.075 hộ, chiếm tỷ lệ 95% cái số đó là có ruộng. Như bao vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội, người nông dân thôn Song Khê cũng bận rộn vào vụ gặt. Nhờ máy gặt, nông dân ngoại thành Hà Nội bây giờ đã không còn phải dậy từ mờ sớm để dùng liềm gặt tay. Cũng nhờ máy móc, nhân lực mùa gặt ở thôn quê giờ chỉ cần các ông già, bà cả ngồi sẵn trên bờ ruộng chờ đón những bì lúa căng tròn. Hiện tại là nhà tôi có một mẫu ruộng. Nhưng mà tôi là mấy năm nay là chúng tôi toàn là cắt máy tết. Ban lãnh đạo thôn là cứ thuê máy về. Thì chúng tôi ra chúng tôi cắt là bây giờ nhàn hơn ngày xưa nhiều. Ngày xưa thì chúng tôi phải cắt tay. Nhưng bây giờ cắt máy. Cái việc này là việc của coi như vậy là các ông các bà. Còn đâu thì nếu mà phải vào cái vụ cấy thì coi như vậy lúc đấy hoặc là vụ gặt đông vụ thì lúc đấy mới thanh niên, lúc đấy mới họ mới coi như hỗ trợ từng gia đình. Tại vì này, đến lúc này thanh niên cũng lại đi làm các nơi nhiều rồi. Đấy. Đồng trũng ấy, thì chúng tôi cấy đa số là cấy nước thơm số 7. Còn đồng vàn là chúng tôi hoàn toàn thôn tôi bao nhiêu năm nay là theo chỉ đạo của ban lãnh đạo thôn là chúng tôi toàn cấy nước cái hoa vải. Nó giải vụ ra mà năng suất cao. Thu hoạch thì nói chung là nó cũng trông thế thôi nhưng mà nó cũng đạt được độ tạ hơn tạ một sào, cũng tương đối. Thế là dân là nói chung là cũng đạt năng suất cao, không phải đến nỗi lắm. Nhân dân là cũng phấn khởi là lúa nó ngay được mùa. Rất là hài lòng đối với lại dân. Bởi vì chúng tôi cấy này là chúng tôi đa số là nếu mà cấy đủ cái diện tích của nhà, không cấy thêm thì là cái diện tích cái lượng đấy là để con cháu ăn là chính. Còn đâu nếu mà cấy thêm ra thì này có cái thu nhập thêm. Công nghiệp hóa nông thôn khiến nét đẹp vốn có của làng quê mùa gặt về những tay liềm thoăn thoắt và những xe trâu thổ lúa về làng được thay bằng nét đẹp mới là máy gặt rộn ràng trên ruộng và nụ cười rạng rỡ của nông dân. Để sân của nhà mình phơi nhá, sân của bác Tiến để phơi rơm, để cho hạt thóc nó ngon nhá. Mưa thì phơi nhanh, có mấy bữa mưa thì chết dở đấy. Chiều cắt ở cửa kho nhà mình kìa.
Chiều nay kể 9 giờ nhà mình phải cắt. Ngoại thành Hà Nội giờ đã hiếm dần hình ảnh thoăn thoắt tay liềm như thế này. Ruộng nhỏ quá thì nó máy nó ít vào. Mình chỉ để cắt tay thôi. Cắt cái này thì nếu một mình chỉ một ngày xong thôi. Chỗ này nó vào độ 2 tạ một xào để ăn thôi. Tận dụng các cái sân đình này, sân chùa, sân trường học và các sân ủy ban để có thể là phơi thóc. Tại vì là thực ra là nếu mà để mà phơi thóc được ở các cái thời tiết nắng như thế này ấy, thì là làm cho thóc của chúng ta rất là đẹp. Trước thì cũng hay ra ngoài đường nhưng mà không dám ra nữa, tại vì là về cái vấn đề an toàn giao thông ấy thì sẽ không được an toàn lắm. Bát cơm mùa gặt thơm như bông lúa chín, ngọt như hạt phù sa, mặn mòi như giọt mồ hôi và ấm nóng như nắng non trải trên những cánh đồng. Cuối tháng 5 đầu tháng 6 hàng năm là khoảng thời gian cật lực nhất của người nông dân. Vừa thu hoạch lúa xuân lại vừa chạy đuổi vụ hè thu. Nên ngay hôm trước vừa gặt lúa, hôm sau vợ chồng ông Tiến đã khẩn trương vỡ đất vào vụ mới. Cái vụ này ấy, là coi như vậy chúng tôi vừa cắt đây là cái vụ chiêm rồi. Thì bây giờ coi như vậy là thực tế đến lúc này chúng tôi đang chuẩn bị để coi như vậy đưa vào cái mùa tiếp để coi như vậy gieo mạ. Vụ này thì coi như vậy phải khẩn trương. Có những năm là coi như vậy là phải gặt mạ sớm, lúa sớm để mà coi như vậy này làm mạ thì nó mới kịp được thời vụ. Chứ không nếu mà không kịp được thời vụ ấy thì nói chung là nó sẽ cái lúa nó sẽ kém đi. Cái vụ chiêm này thì vất vả hơn ở chỗ rằng gặt vừa gieo mạ. Vì cái lịch gieo mạ chúng tôi là từ mùng 1 tháng 6 đến mùng 5 tháng 6 và cấy trong tháng 6. Vậy là tới đây là tôi cấy là coi như vậy là một mẫu. Thì bây giờ tôi cấy là coi như vậy được độ khoảng 50% là lép cái hoa vàng. Đấy, thì coi như vậy 50% là coi như vậy là cái Bắc Hương số 7. Những người nông dân không ngơi nghỉ, những cánh đồng thôn Song Khê cũng không ngơi nghỉ. Một mùa mới bội thu hứa hẹn lại bắt đầu.